Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta luôn luôn mong muốn được sở hữu những cấu hình karaoke có sức mạnh để có thể sử dụng hát trong gia đình hay hát ở những không gian mở, hoặc có thể sử dụng vào những mục đích ví dụ như cho thuê phòng bạt đám cưới hay tổ chức sự kiện. Và ngày hôm nay, theo yêu cầu của một bác khách, tôi sẽ ghép cấu hình này test theo yêu cầu. Các bạn đang nhìn thấy trước mắt là cặp JBL khủng hàng bãi, đó là JBL 838. Đây là dòng loa 3 đường tiếng, sử dụng một bát 50 kết hợp với một loa chung, tức là một loa lời có đường kính 25 và một chép kèn. Cặp loa này toàn thân bọc simili. Và các bạn nhìn thấy tôi kết hợp nó với một súp hơi của hãng DB Acoustic bát 40. Và đặc biệt các bạn nhìn thấy một con đẩy khủng, đó là đẩy TD9800, con đẩy 4 kênh. Có thể đánh đến 2 cặp như thế này, có thể đánh được 2 cặp JBL như thế này. Và các bạn nhìn thấy rất nhiều những thiết bị, tôi sẽ giới thiệu chi tiết. Quý vị và các bạn nhớ tất cả những yêu cầu về mua sắm và tư vấn phối ghép hãy gọi điện hoặc nhắn tin theo một trong hai số trên tấm biển. Những bạn có Facebook hãy dùng tính năng theo dõi để liên tục cập nhật được những hoạt động của tôi trên Facebook có tên Hoàng Liên Cư Sĩ. Và các bạn có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để lựa chọn những sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp hay những sản phẩm karaoke chuyên sâu. Và các bạn nhớ là có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio của gia đình có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Thì trước hết các bạn nhìn thấy một con đẩy khủng đã, dòng đẩy này tôi bán rất là nhiều rồi, nó nặng gần 50 kg. Đó là đẩy TD9800, các bạn thấy chữ TD và chữ 9800 nó phát sáng rất là đẹp. Và ở đây các bạn thấy 4 kênh, đấy, nó sẽ hiển thị mức độ tín hiệu đi ra từng kênh một độc lập. Con đẩy rất là khổ. Và các bạn nhìn thấy tôi dùng một bộ mic không dây CAVS V3, vật liệu siêu nhẹ, các bạn nhìn thấy đây. Và các bạn nhìn thấy một máy nâng tiếng TD và vang số DB Acoustic. Các bạn biết rồi, những sản phẩm này tôi đã giới thiệu rất là chi tiết rồi. Và mức giá thì tôi cũng đã báo trên rất nhiều các video clip trước rồi. Quay qua tình trạng sản phẩm cho bác khách của tôi theo dõi cũng như các bạn quan tâm có thể đặt những cấu hình tương tự. Cặp loa bãi tuyệt đẹp, không tì vết, toàn thân của nó bọc simili các bạn thấy rồi. Những cặp như thế nó có cái sức mạnh rất là khủng. Và các bạn nhớ là do nó có một cái loa lời chuyên về lời đây rồi, cho nên các bạn không phải ghép thêm loa lời gì nữa cả. Và con đẩy này thì có thể đánh được 2 cặp như thế này là chuyện bình thường. Và tôi đang dùng một kênh để đánh một con súp hơi. Và các bạn cần thì có thể sử dụng đánh tới 2 quả súp hơi tùy theo các bạn. Đấy, ta có thể kết hợp 2 súp hơi. Nhưng chắc chắn là rất là khủng khiếp. Và cấu hình này tôi mở trong phòng 125m mà chỉ dám mở nhỏ nhỏ, không dám mở lớn bởi vì toàn bộ trần nhà rung lên bần bật. Nhưng các bạn nhớ là những cái cấu hình mạnh thì ta hát thì bao giờ thế, nó rất là nét và chi tiết. Bass mềm xuống sâu. Và các bạn nhớ là vai trò của máy nâng tiếng, các bạn có thể ghép thêm máy nâng tiếng cũng được. Nó sẽ cho phép người ta can thiệp vào cái việc mà chỉnh nhiều bass. Đấy. Rất là tiện lợi vì nó có cái nút chỉnh volume cho cái súp hơi này này ở phía trước. Đấy. Và cắt cái tần số cho bass xuống sâu. Rất là nhiều các tính năng. Bên cạnh việc chỉnh ở trên vang. Bây giờ thì tôi sẽ mời các bạn cùng chứng kiến cấu hình này. Ở bên thì tôi còn một cặp 925 nữa này, bát 40, một loa chung có đường kính 25. Các dòng loa full của CAVS hiện nay tôi rất là nhiều. Các bạn thân mến, bây giờ thì mời các bạn cùng dõi theo bản test của tôi về mặt chất âm. Các bạn nhớ là có thể đặt hàng tôi rất nhiều những sản phẩm tương tự như thế này. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, giang chân bao giông chiều ngắn nắng nương. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi.
yêu trọn tình đời muối mặn gừng cay. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Mấy mùa công hồ ngăn bước quân thù phía nam phía bắc, vai mẹ lại gầy gánh gạo nuôi con. Đất nước tôi thon thả giọt đàn bầu, nghe dịu nỗi đau của mẹ. Ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ. Các anh không về, mình mẹ lặng im. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi. Từ thuở còn nằm nôi, giang chăn bao giông chiều ngắn nắng nửa. Lao sao chưa hè một giọng ca dao, lao sao chưa hè một giọng ca dao. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Sao tận chúng thủy như những câu hò lắng trong tiếng sao, đêm lại giặt dìu tiếng mẹ ru con. Xin hát về người đất nước ơi, xin hát về mẹ tổ quốc ơi. Vẫn còn gian khổ hạt học chi đều, dẫu no dẫu đói ta vẫn vẹn tình đắng ngọt cùng vui. Đất nước tôi, đất nước tôi, đất nước tôi, sáng ngời muôn thủ khi trăng đã vào cửa sổ.